Ông lão này bỏ 300 lượng bạc mua một con cá, vụng trộm chuẩn bị một bàn tiệc toàn cá, chỉ để thử lòng vương gia mặt lạnh. Có vì Phượng Vĩ Nguyệt lựa xương cá hay không? Sao đây? Ông có tình ý với người bán cá à? Không có. Đây không phải để ngươi bổ sung sức khỏe sao? Canh cá đen tốt cho việc phục hồi vết thương. Cá trưng tương là món ăn chuyên môn của ta. Cá vàng chiên giòn, ngoài giòn trong mềm. Cá sốt cà chua, món ăn yêu thích của bạn. Còn cá hấp, cá trưng, hương vị phong phú. Có cả món thanh đạm lẫn cay tê. Quan trọng nhất là ăn cá tốt cho não. Ăn xong sẽ thông minh hơn. Được rồi, đừng giải thích nữa. Nếu ông thật sự hẹn hò với người bán cá cũng tốt. Không có gì phải xấu hổ cả. Miễn là đối phương độc thân, ông thật phát triển mối quan hệ cũng tốt đấy. Cô cầm miệng ngay. Người bán cá lớn tuổi hơn lão đầu ta rất nhiều. Cuối cùng thì lão đầu ông cũng thừa nhận rồi. Ông nói đi. Ngày sát thủ đó chết có oan không? Ta năm nay 59 tuổi lẻ 7 tháng. Căn cứ vào sự phân chia của thế giới, ta còn chưa tới 60 tuổi. Trước mắt ta vẫn còn trung niên. Được rồi. Ông nói đúng hết. Diệp tiền bối, tay nghề không tệ đâu. Đó là điều đương nhiên. Đúng rồi, trong nồi ta còn hầm một đầu cá lớn. Ta sẽ phục vụ nó. Liên Nhãn, ngươi đi rửa chén đĩa đi. Chờ một chút, để Tiểu Tịnh mang ra. Gần đây ngươi có chút kỳ quái. Ngồi xuống ăn đi. Thằng cha này, gần đây luôn cố ý để ta và Mộ Ngọc Sơn ở một mình. Cũng không biết trong hồ lô bán cái gì. Vĩ Nguyệt, tay cô bị thương rồi. Không thuận tiện ăn cá phải không? Nếu không thì, không chờ Diệp lão đầu nói xong, Phượng Vĩ Nguyệt vươn tay trực tiếp lấy một con cá, bắt đầu ăn cá nhỏ chiên giòn, thậm chí cả xương cũng không nhả. Nghe được âm thanh giòn tan, mà Diệp lão đầu lập tức biến sắc đen ngay lập tức. Do ta đã quá chủ quan, không cẩn thận chiên quá giòn, thậm chí cả xương cũng ăn được. Vĩ Nguyệt, thiết phép tắc quá, lại dùng tay để bóc ăn, để người khác ăn thế nào chứ? Chúng ta không thể không tôn trọng phép tắc như vậy. Vậy ông với ta nói một chút, ông là một bàn đầy cá, cuối cùng là muốn làm gì? Chẳng lẽ ông và người bán cá? Im lặng. Được rồi, cô thắng. Đa tạ Diệp tiền bối tốn 300 lượng. Hai người các người đến cuối cùng muốn làm gì? Ta đây không phải đang đánh cược với Liên Nhãn sao? Muốn xem vương gia điện hạ có thể giúp cô lấy xương cá không? Bản vương không giúp đỡ người không bị thương ngón tay, lấy xương cá. Đa tạ, cảm thấy cũng có nội hàm đấy. Hệ thống, gần đây có nhiệm vụ gì không? Nữ nhân không có lương tâm, tới giờ mới nhờ đến ta. Quả nhiên nữ nhân có tiền liền thật xấu xa. Cô không cần bảo bảo phải không? Hi hi. Hóa ra người cũng cần chủ nhân ta cưng chiều nhớ nhung. Ta nói cho cô biết, đừng có được đà lần tới. Được rồi, điểm tích lũy nhiệm vụ đâu? Nghe kỹ đây. Nhiệm vụ 1, trong vòng 48 giờ, học đủ 5 bài kỹ năng mới với Diệp lão đầu, nhận 500 điểm. Nhiệm vụ 2, nếu Mộ Ngọc Sơn đồng ý dạy cô một chiêu, nhận 600 điểm. Nhiệm vụ 3, là 10 người tuyết, nhận 1 điểm. Hai nhiệm vụ đầu điểm số cao thế. Nhiệm vụ cuối cùng chỉ có một điểm à? Ta không nghe nhầm phải không? Không nghe nhầm, chính là một điểm. Nhưng cái gì? Cô cứ làm trước, làm xong sẽ biết. Tuyết hôm nay lạnh quá. Nhanh làm nhanh làm. Ngay sau khi làm xong, hai con người tuyết nhỏ hơn cả nấm đấm. Phượng Vĩ Nguyệt cười to. Trên có chính sách, dưới có đối sách. Ta sao mà thông minh thế? Ai khen ta đi? Phượng Vĩ Nguyệt, nếu cô còn nặn những cái nhỏ như thế để gạt ta, ta sẽ không tính điểm cho cô đâu. Được rồi, vậy tiếp theo ta sẽ nặn một cái lớn, nhưng cái trước cũng tính nhé. Phượng Vĩ Nguyệt, thế nào điện hạ? Cô rất ồn ào. Xin lỗi nhé, tôi cao hứng quá mới vậy. Tôi cam đoan sẽ không mở miệng, không làm phiền ngài nghỉ ngơi. Cô còn muốn chơi bao lâu? Chỉ cần chất đầy 10 cái là dừng. Sắp xong rồi, còn 3 cái nữa. Phượng Vĩ Nguyệt vừa nói, tay vẫn làm không ngừng. Mộ Ngọc Sơn nhìn cô, càng nhìn, cái chán càng nhăn chặt. Tiểu nữ này mới bệnh nặng vừa khỏi, không thể tự thương cho mình một chút sao? Điện hạ, tôi tự làm được. Đừng nói nhiều, đi sới tuyết. Tinh tinh, hệ thống đã ghi nhận một điểm. Ngươi không nói là làm xong sẽ có bất ngờ sao? Sao lại chỉ có một điểm? Đây là sự trừng phạt nhẹ của ta. Ha ha, cô bị lừa rồi. Hệ thống kia, ngươi thật quá đáng. 10 cái làm xong rồi. Bây giờ, cô có thể yên tĩnh chưa? Được rồi, im lặng ngay. Sao vậy? Chính là, ngài có thể dạy ta một chiêu thức không? Chiêu thức võ thuật à? Ta muốn học võ. Vị họ Diệp kia, không phải dạy cô sao? Tiểu nữ này, thật sự tham lam đấy. Ta cảm thấy hắn với điện hạ so ra, hắn trông yếu hơn nhiều. Ta cảm thấy điện hạ, dường như lợi hại hơn ông ấy nhiều. Nếu điện hạ có thể dạy ta một chiêu, đó là phúc ba đời của ta. Phúc khí ngàn năm tu luyện được. Phượng Vĩ Nguyệt, cô làm hệ thống ta buồn nôn quá. Im miệng,
Ta nói như vậy, chẳng phải tất cả đều vì nhiệm vụ ngươi đưa ra sao? Phượng Vĩ Nguyệt muốn bản vương dạy cô. Đến thể hiện thành ý của cô đi. Bản vương không phải người nào cũng đều dạy, cũng không phải cái gì cũng dạy. Thực sự kiêu ngạo, hệ thống, mang một lọ thuốc trị thương tốt ra. Cái này cho ngài, đây là thuốc trị thương cực tốt. Đây không tính là thành ý. Hừ hừ hừ, vâng vâng. Đây là đầy bù cho điện hạ giúp ta làm người tuyết, cố ý dâng lên điện hạ. Ha ha, mặc dù Mộ Ngọc Sơn không phủ nhận ngay lập tức, dường như vẫn còn cơ hội, cũng không biết thực lực của Mộ Ngọc Sơn cùng thực lực của Diệp lão đầu so với nhau thì thế nào. Diệp bà bá, chào buổi sáng, ăn no chưa? Không việc gì lại được tặng quà ác có mưu đồ, nói thẳng đi. Hôm qua hệ thống nhận nhiệm vụ đó, cần ông hoàn thành trong 48 giờ, dạy ta một vài chiêu, được không? Ta là một con cá yếu đuối. Làm sao tôi có thể dạy cô võ công chứ? Cô hãy tìm vị vương gia kia đi, hắn không phải lợi hại hơn ta sao? Hắn dạy ngươi, ngươi phải cảm thấy đó là phúc ba đời sao? Phúc khí tích góp ngàn năm mới có. Ông nghe thấy hết rồi à? Ấy ra, Diệp bà bá, ta không phải vì điểm tích lũy sao? Phượng Vĩ Nguyệt, muốn ta dạy cô à? Phải thể hiện thành ý. Ta không phải ai cũng dạy đâu. Văn ngôn, Phượng Vĩ Nguyệt trực tiếp lấy ra một tờ bạc 10.000 lượng, dứt khoát đưa trước mặt Diệp lão đầu. Chấp nhận không? Phượng Vĩ Nguyệt nhìn Diệp lão đầu, nhanh chóng đưa một tờ bạc 10.000 lượng nhét vào trong lòng áo, trong lòng nghĩ. Sớm biết dễ dỗ như vậy, lấy 5.000 lượng cũng được. Thua lỗ rồi, quá lỗ. Vương gia điện hạ, ngài định đi đâu vậy? Bản vương đi đâu phải báo cáo với cô à? Không phải, không phải, hôm nay là ngày ngài giải độc. Cái này cho ngài, cho bản vương trở về, dạy cô. Ông có nghe hai chữ cuối cùng ngài ấy nói không? Ta cũng không nghe rõ. Có vẻ như nói sẽ quay lại đánh cô. Ta nghe như là dạy ta. Vương gia không phải dễ dỗ sao? Chẳng bằng ta. Một viên phá cừu chuyển đan, liền đem nó giao ra. Vậy ông không tự nhìn lại sao? Chúng ta đã có mối quan hệ nhiều năm, ông lại thu 10.000 lượng của ta. Điều này không giống nhau đâu. Mặc dù mối quan hệ chúng ta rất thân, nhưng huynh đệ cũng phải rõ ràng về tiền bạc. Đối với tiểu tử Mộ Ngọc Sơn đó, cô là nương tử chưa chính thức của hắn. Dạy nương tử võ công mà vẫn thu phí, đó mới là bị trời trừng phạt. Cái miệng ông hôm nay, sao lại có thể ba hoa đến thế? Anh muốn thử xem nắm đấm của ta mạnh thế nào không? Ta sai rồi, ta sai rồi. Bây giờ bắt đầu học ngay. Hai chiêu học tới, Diệp lão đầu không thể không khỏi bội phục mấy phần năng lực lĩnh hội của cô. Giống hệt một nhân vật thiên tài trong phim võ thuật. Ta nghi ngờ cô có phải là người xuyên không? Rồi từ hiện đại quay trở lại thế giới của mình. Trí tưởng tượng của ông quá phong phú rồi. Nói lại về chủ nhân trước của cơ thể ông, cũng không biết chuyện gì xảy ra mà sao lại mất mạng không rõ lý do. Ai biết được chứ, có lẽ là chết vì lười, không muốn đi làm. Tự mình chết đói, tự đói chết mình.